của khách đây. Anh ơi. Hả? Lấy em xài thun. Thun hả? Thun hả? Thun giờ ở đâu ra thun? Không có thun. Thôi em cột lần chi? Để em cũng tháo ra em đếm nè, sáng giờ em đếm mới có 30 lần à. Mà có nhiêu đó em đếm đi đếm lại hoài, nó có đẻ ra đồng nào đâu mà cứ đếm hoài. Hồi nãy anh mới đưa cho em, nghĩa là nó mới tăng lên thì em phải đếm lại coi là nó thêm bao nhiêu, chính xác là mình có được bao nhiêu. Trời ơi, thì cái số tiền cũ em cộng thêm 20 ngàn anh đưa nữa là em tự cộng lên được rồi. Nhưng mà làm sao nó đúng được, lỡ như mà nó chật chuột gì thì sao em kỹ lưỡng mới vụ tiền bạc. Ghê, tiền mà làm như gà vậy trời. Đếm đi đếm lại hồi cái nó đẻ ra. Làm như em á, là tao nói ở thế giới này tao nói ai cũng ở nhà mà đếm tiền cho đẻ ra trơn trời á. Học ở đâu mà đếm tiền tối ngày trời, sáng đếm trưa đếm tối đếm phia ngủ dậy tao nói giật mình vậy cũng đếm luôn. Ghê thiệt. Thấy không, vợ của chú Ba đúng là phàm phu tục tử, suốt ngày chỉ biết tiền và tiền. Ủa, em thấy vậy cũng đúng mà. Con người ta sống thì phải đương nhiên nghĩ tới tiền rồi, chứ nghĩ tới gì nữa. Ủa, Ly nói vậy Quỳnh không đồng ý nha. Tại vì á, tiền đối với Quỳnh không hề quan trọng. Ừ, chắc là tại vì đó là tiền của người khác đó. Chứ gì nữa. Trời ơi, tới tháng mà không trả lương cho nó là nó nhảy dựng lên. Đúng rồi, ta nói là tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái cổ họng của bà cha. Là cái cổ họng của ông á. Cổ họng của bà đó. Mỗi lần mà không có tiền hả, bà la cái cổ họng mà quang lên. Ai mà chịu nổi. Trên đời này tiền là không quan trọng, chỉ có hạnh phúc mới quan trọng thôi. Bởi vì hạnh phúc không mua được bằng tiền. Đúng. Đâu phải có tiền mua được hạnh phúc, đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền. Giang giang vậy. Ở trên đời này á, con chỉ thấy là nghèo khó không mua được bằng tiền thôi. Đúng. Chính xác là như vậy. Hạnh phúc chỉ đến với những người có tiền, còn những người không có tiền thì sẽ không hạnh phúc. Nói chuyện quê vốn gì. Em không đồng ý với trà. Đối với em, tiền bạc không thành vấn đề, mà vấn đề là mình có tiền hay không thôi, đúng không? Hay quá Ly ơi, con với trà đúng là tri kỷ. Ông Phong hả? Nãy giờ tụi tôi bình luận như vậy mà ông có ý kiến gì trời trời vậy? Bây giờ tôi hỏi ông nè, theo ông là tiền và tình cái nào quan trọng hơn? Hồi xưa lúc mà tôi có tiền á, tôi thấy đồng tiền rất là quan trọng. Và bây giờ tôi không còn tiền nữa, tôi thấy đồng tiền nó quan trọng hơn gấp mấy lần. Thấy chưa, ổng giàu vậy, ổng có tiền vậy mà ổng còn coi trọng đồng tiền. Như vậy là con Quỳnh và con Ly nó nói đúng rồi. Không, bây giờ con thay đổi rồi. Con cảm thấy hả, tiền bạc là cái thứ không quan trọng, tình cảm là thứ quan trọng hơn. Ủa vậy hả? Nếu mà cảm thấy tiền bạc không quan trọng á, thì bây giờ có bao nhiêu tiền thì móc hết cho Quỳnh mượn đi. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.